Cô thân chào các em học sinh trường Chu Văn An đã trở lại môn khoa học tự nhiên 6. Chúng ta biết các công trình xây dựng, đồ dùng trong nhà đều được làm từ các nguyên liệu có sẵn trong tự nhiên như đá, cát, gỗ, kim loại. Vậy nguyên liệu có tính chất gì? Chúng được khai thác và sử dụng như thế nào? Cô cho mình tiếp tục tìm hiểu bài 13, một số nguyên liệu. Trong chủ đề bài 13 gồm có một số nguyên liệu thông dụng, một số tính chất và ứng dụng của nguyên liệu, sử dụng nguyên liệu an toàn, hiệu quả và bảo đảm sự phát triển bền vững. Chúng ta sẽ tìm hiểu một la mã một số nguyên liệu thông dụng. Với các nguyên liệu có sẵn trong tự nhiên như là cát, quặng bauxit, đá vôi, tre, em hãy tìm trên hình tương ứng với các vật liệu trên. Và bây giờ các em đã có kết quả chưa nào? Chúng ta có quặng bauxit nè, tre, đá vôi và cát. Vậy theo em, từ các nguyên liệu này thì chúng ta có thể tạo nên các sản phẩm nào từ nguyên liệu trên? Còn nói với nguyên liệu đá vôi thì được nung để thành vôi, và vôi được dùng trong xây nhà. Vậy vôi được gọi là vật liệu và nhà được gọi là sản phẩm. Còn đá vôi và cát thì dùng để sản xuất ra xi măng, và xi măng này dùng để làm đường bê tông, thì như vậy xi măng được gọi là vật liệu và đường bê tông được gọi là sản phẩm. Từ quặng bauxit người ta tạo ra các lá nhôm, và từ các lá nhôm này người ta sản xuất ra các nồi niêu xoong chảo dùng trong gia đình. Vậy các nhá nhôm thì được gọi là vật liệu và nồi nhôm xoong chảo được gọi là sản phẩm. Còn tre sẽ là nguyên liệu cho các ngành sản xuất đan lát, gỗ, rá, chiếu, mành, rèm. Từ đây chúng ta rút ra kết luận, nguyên liệu là vật liệu tự nhiên, vật liệu thô chưa qua xử lý và cần được chuyển hóa để tạo ra sản phẩm. Các em chép bài phần này cho cô. Vậy nguyên liệu có tính chất và ứng dụng như thế nào? Thì chúng ta sang phần tiếp theo. Chúng ta sang phần 2 la mã, một số tính chất và ứng dụng của các nguyên liệu. Trên đây là một số nguyên liệu tự nhiên như là quặng, đá vôi, nước biển, cát. Chúng ta cùng tìm hiểu về tính chất của chúng nha các em. Đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về đá vôi. Đá vôi có thành phần chủ yếu là canxi carbonate. Trong đá vôi thường lẫn các tạp chất như là đất sét, cát, v.v. nên đá vôi có màu sắc rất đa dạng, từ trắng, sáng, vàng nhạt, hồng sẫm, đen. Đá vôi là một nguồn nguyên liệu rất quan trọng các em à. Chúng được sử dụng để làm vôi sống. Vôi sống là một chất rắn có dạng tinh thể màu trắng. Để sản xuất vôi sống, thường người ta nung đá vôi trong lò như sau. Và vôi sống có nhiều ứng dụng quan trọng, được dùng trong công nghiệp xây dựng như là vôi tơi mà tác dụng với nước thì sẽ tạo ra vữa. Và vữa này có tác dụng là tăng độ liên kết và độ cứng. Ngoài ra, vôi sống còn được dùng để xử lý nước và nước thải để giảm độ chua, loại bỏ các tạp chất. Ứng dụng nữa là đá vôi đập nhỏ ra để làm đường, làm bê tông. Ngoài ra còn được dùng làm gạch lót đường, chế biến thành chất độn, bột nhẹ, dùng trong sản xuất cao su, xà phòng, phấn viết bản, tạp tượng. Người ta thường khai thác đá vôi có ít tạp chất và thuận tiện cho việc khai thác. Nước ta có nhiều vùng núi đá vôi, tập trung chủ yếu ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ. Bây giờ các em trả lời câu hỏi sau cho cô nha. Tại sao nhà máy sản xuất xi măng thường xây dựng ở địa phương có núi đá vôi? A. Vì đá vôi thường là nguyên liệu chính để sản xuất xi măng, và để giảm chi phí vận chuyển cũng như giảm thiểu sự tác động đến môi trường, cho nên các nhà máy sản xuất xi măng thường xây dựng ở địa phương có núi đá vôi. Tiếp tục tìm hiểu về quặng. Quặng là một loại đất đá có chứa các chất có hàm lượng lớn, được khai thác và chế biến thành các sản phẩm hữu dụng. Sau đây là một số hình ảnh về các loại quặng: quặng bauxit, quặng đồng, quặng vàng, phosphoril, quặng sắt và quặng thiết.
Quặng bauxit. Bauxit là một loại quặng nhơn có nguồn gốc từ núi lửa, màu hồng nâu, được hình thành từ phân hóa các đá dầu nhơn. Từ quặng bauxit này, người ta sản xuất ra kim loại nhơn. Đây là loại kim loại có màu trắng bạc, khá mềm, giúp nhẹ, dẫn điện, dẫn nhiệt tốt. Nhôm không độc, có khả năng chống mày mòn tốt. Nhôm sẽ là một vật liệu rất quan trọng trong chế tạo máy bay, ô tô, kỹ thuật điện hay xây dựng các em ạ. Còn đây là quặng sắt. Từ sắt này người ta sẽ chế tạo ra gang và thép. Đây là hai vật liệu quan trọng chứa thành phần chính là sắt, được dùng để xây dựng, chế tạo máy, dụng cụ, vân vân. Ngoài ra, các ứng dụng của các loại quặng khác được kể đến như sau. Quặng đồng. Từ quặng đồng này, người ta sản xuất ra kim loại đồng. Đây là một kim loại dẫn điện tốt, được sử dụng dùng trong sản xuất dây dẫn điện. Quặng phosphoryl. Từ quặng này, người ta sản xuất ra phosphoryl và phân bón tốt cho cây trồng. Chúng ta cùng tìm hiểu về cát. Cát là một dạng hạt có nguồn gốc tự nhiên, bao gồm các hạt đá và khoáng vật nhỏ mịn, trộn với xi măng làm chất kết dính, sản xuất bê tông, sản xuất thủy tinh. Nguyên liệu cuối cùng đó là nước biển. Nước biển tồn tại ở dạng thể lỏng và có tính chất là khi làm bay hơi nước sẽ thu được muối ăn. Từ những kiến thức trên, các em hãy hoàn thành bảng 13.1 sách giáo khoa trang 65. Người ta cho mình các nguyên liệu đá voi, quặng, cát, nước biển. Các em hãy đòi hoàn thành đặc điểm, trạng thái, tính chất cơ bản và ứng dụng của chúng. Đá voi có trạng thái rắn, tính chất cơ bản là cứng, tạo thành voi khi bị phân, hủy. Ứng dụng là sản xuất vật liệu xây dựng, voi, xi măng. Còn quặng ở trạng thái rắn, tính chất cơ bản là cứng, dẫn nhiệt, bị ăn mòn. Điều chế kim loại sản xuất phân bón, đó là ứng dụng của quặng. Còn cát thì ở trạng thái rắn, tính chất cơ bản của cát là dạng hạt cứng, tạo thành với xi măng thành hỗn hợp kết dính. Ứng dụng sản xuất thủy tinh, bê tông. Nước biển ở trạng thái lỏng, có tính chất cơ bản khi làm bay hơi nước sẽ thu được muối ăn. Ứng dụng để sản xuất muối ăn. Từ đây chúng ta rút ra kết luận, các nguyên liệu khác nhau có tính chất khác nhau như là tính cứng, dẫn điện, dẫn nhiệt, khả năng bay hơi, cháy, hòa tan, phân hủy, ăn mòn. Ngoài ra, người ta dựa vào tính chất của nguyên liệu mà người ta sử dụng chúng vào những mục đích khác nhau. Các em chép bài phần này cho cô. Như vậy, với những cái nguyên liệu trên thì chúng ta sử dụng chúng như thế nào để an toàn và hiệu quả? Chúng ta sang phần tiếp theo, ba la mã. Chúng ta sẽ tìm hiểu việc khai thác nguyên liệu khoáng sản. Khoáng sản là gì? Theo luật khoáng sản năm 2010, thì khoáng sản là khoáng vật, khoáng chất có ít được tích tụ ở tự nhiên, ở thể rắn, thể lỏng, thể khí, tồn tại cả trong lòng đất, trên mặt đất, bao gồm cả khoáng vật, khoáng chất ở bãi thải của mỏ. Còn đây là hình ảnh khai thác đá voi và khai thác than đá. Vậy theo em, việc khai thác các nguyên liệu khoáng sản tự phát có đảm bảo an toàn không? Việc khai thác các nguyên liệu khoáng sản tự phát không đảm bảo an toàn do thiếu hạ tầng kỹ thuật phù hợp để phục vụ khai thác. Theo em, sử dụng nguyên liệu như thế nào để đảm bảo an toàn hiệu quả? Để nguyên liệu phải được sử dụng tối đa theo quy trình khép kín để tận dụng các phụ phẩm và phế thải. Tại sao chúng ta phải sử dụng nguyên liệu an toàn, hiệu quả và bảo đảm sự phát triển bền vững? Bởi vì nguyên liệu là tài sản của quốc gia, của chung loài người. Nguyên liệu sản xuất không phải là nguồn tài nguyên vô hạn. Do đó, cần sử dụng chúng một cách hiệu quả, tiết kiệm, an toàn và hài hòa về lợi ích kinh tế, xã hội, môi trường. Vậy, nguyên liệu khoáng sản là tài sản của quốc gia. Mọi cá nhân, tổ chức khai thác phải được cấp phép theo luật khoáng sản. Tận thu nguồn nguyên liệu sẽ làm cạn kiệt tài nguyên. Khai thác nguyên liệu trái phép có thể gây nguy hiểm do mất an toàn lao động, ảnh hưởng đến môi trường.
Em hãy nêu một số biện pháp sử dụng nguyên liệu an toàn, hiệu quả và đảm bảo sự phát triển bền vững. À, sử dụng tối đa chất thải công nghiệp nè, chất thải dân dụng làm nguyên liệu để sản xuất vật liệu xây dựng thay thế cho nguyên liệu tự nhiên. Chúng ta phải hạn chế xuất khẩu nguyên liệu thô mà nên đầu tư công nghệ sản xuất theo những sản phẩm có giá trị. Quy hoạch khai thác nguyên liệu mặn, đá vôi theo công nghệ hiện đại, quy trình khép kín để tăng hiệu suất khai thác tài nguyên và bảo vệ môi trường. Cô ví dụ về gạch không nung. Thì nói đến sản xuất gạch, từ lâu người ta chỉ đến gạch được nung từ đất. Tuy nhiên với cách làm này sẽ làm giảm diện tích đất nông nghiệp và về lâu dài sẽ ảnh hưởng đến môi trường do sử dụng đất và đốt than rất là nhiều. Gạch không nung là một giải pháp hữu ích, do đó sử dụng nguyên liệu vật có sẵn trong tự nhiên như là đá, cát, sỏi và xi măng để ép ra sản phẩm. Ngoài ra, để sử dụng nguyên liệu an toàn, hiệu quả và bảo đảm sự phát triển bền vững thì ta nên sử dụng theo chuỗi cung ứng mô hình 3R nè: giảm thiểu, tái sử dụng và tái chế. Em hãy kể tên một số đồ vật trong gia đình và cho biết chúng được tạo ra từ nguyên liệu nào. À, một số đồ vật dùng trong gia đình như là bàn, ghế, tủ, giường thì được làm từ gỗ nè. Đũa làm từ tre. Nồi thì được làm từ y, nóc. Còn một số đồ vật nữa, các em hãy kể tên thêm ra cho cô nữa nhé. Từ đây chúng ta rút ra được nguyên liệu sản xuất không phải là nguồn tài nguyên vô hạn, do đó cần sử dụng chúng một cách hiệu quả, tiết kiệm, an toàn và hài hòa để đảm bảo lợi ích kinh tế, xã hội và môi trường. Sử dụng tối đa chất thải công nghiệp, chất thải dân dụng làm nguyên liệu để sản xuất vật liệu xây dựng thay thế cho nguyên liệu tự nhiên. Hạn chế xuất khẩu nguyên liệu thô mà nên đầu tư công nghệ sản xuất theo những sản phẩm có giá trị. Quy hoạch khai thác nguyên liệu quặng, đá vôi theo công nghệ hiện đại, quy trình khép kín, v.v. để tăng hiệu suất khai thác tài nguyên và bảo vệ môi trường. Đó là nội dung của bài phần này nè các em ghi bài phần này cho cô nhé. Cô trò mình cùng làm một số bài tập nho nhỏ sau. Em có thể làm được những cái sản phẩm nào khi sử dụng chất thải sinh hoạt làm từ nguyên liệu? À, với những cái vật liệu có sẵn như là rau, củ, quả hay là trái cây cô ăn không hết hay là bị hư hỏng thì cô có thể ủ làm phân bón cho cây trồng. Ngoài ra những cái chai nhựa sau khi mình uống hết nước đúng không các em, thì các em có thể dùng làm bình hoa để trang trí, hay là cô sẽ lấy ống hút nè, cô làm bình hoa trang trí luôn nè. Các em nhìn coi, rất là xinh đẹp. Em hãy mô tả sơ đồ về chuỗi cung ứng một nguyên liệu cụ thể. Cô ví dụ như là nhà máy nhiệt điện thì dùng than rất là nhiều để đốt, sẽ cho ta rất là nhiều xỉ than nè. Với lượng xỉ than này thì có thể là nguồn nguyên liệu tiếp theo để cho nhà máy sản xuất gạch không nung. Cô cho 3 từ sau: vật liệu, nhiên liệu, nguyên liệu. Các em hãy chọn từ phù hợp với chỗ trống để hoàn thành các câu sau. Nước biển là chấm chấm chấm, dùng để sản xuất muối ăn. Muối ăn là chấm chấm chấm, dùng để sản xuất nước muối sinh lý. Xi măng là chấm chấm chấm, dùng để làm bê tông trong xây dựng. Đá vôi là chấm chấm chấm, dùng để sản xuất xi măng. Bây giờ chúng ta cùng xem đáp án nha. Nước biển là nguyên liệu dùng để sản xuất muối ăn. Muối ăn là vật liệu dùng để sản xuất nước muối sinh lý. Xi măng là vật liệu dùng để làm bê tông trong xây dựng. Đá vôi là nguyên liệu dùng để sản xuất xi măng. Cô ví dụ về cây mía. Cây mía này có nhiều ứng dụng trong thực tế lắm. Thì cây mía có thân mía, lá mía và rễ mía. Lá mía, rễ mía thì cô sẽ đốt nè. Còn thân mía cô ép ra để làm nước mía, nước giải khát phục vụ cho mình uống đó các em. Hay là ngoài ra nó tạo ra mật mía. Và từ cây mía này cô sẽ ép ra để sản xuất đường, tạo ra rỉ đường và đường ăn. Thì rỉ đường này cô sẽ dùng làm trong thức ăn cho gia súc, làm sản xuất cồn rượu. Đường ăn này cô sẽ làm trong bánh kẹo và đường gluco mình ăn hàng ngày đó các em. Còn cái bã mía mà mình khi ép ra thì cô sẽ dùng làm sản xuất giấy hoặc là cô đốt. Trong sơ đồ trên, các em hãy cho cô biết đâu là vật liệu, nguyên liệu, nhiên liệu. À, như vậy vật liệu sẽ là rỉ đường, đường ăn, bã mía,
nước mía. Ba, sấy. Con, nguyên liệu chính là cây mía. Nguyên liệu là lá mía, rễ mía, cồn, bã mía. Đây là những nơi mình đốt được nè các em. Các em nhớ về nhà học bài và làm bài tập trên lớp học cho cô nha. Bài học hôm nay của chúng ta đã kết thúc rồi. Cô thân ái chào các em, chúc các em học tốt.